Hương xin chào cô chú anh chị em. Hôm nay mình đi phát hết mấy cái bình thấy họ rất vui mừng. Có một người uống nước xong đưa cho Hương refill, xong uống nước refill họ ngồi tại bàn họ uống 4 bình. Nó nóng khủng khiếp, hôm nay chỉ có 90 mấy độ thôi đó. Hôm qua một hơn 100 độ. Nóng quá, cái thằng ông đó là ông Mỹ Đen, ông uống 4 bình nước luôn. Xong ông nói tôi cảm ơn mày quá. Tuần sau Hương nghĩ phải pha gấp đôi nước, tức là hiện giờ mình pha 7 galon. Không, tuần sau không có pha gấp đôi, mình pha 10 galon, tức là hai cái bình 5 galon. Hương phải chạy qua chị Đức Hương xin một cái bình 5 galon nữa để, tại vì quá nóng mùa hè này, mình cho họ refill nhiều nhiều để họ đem theo họ đi họ uống. Hương có lời Hương muốn nhắn gửi là hôm qua có mấy người comment ở trên kênh của Hương, ông Mỹ giỏi hơn, cái ông kia lại vô nói ông Nga giỏi hơn, cái Hương xóa mất tiêu. Hương thành thật xin lỗi, Hương xóa comment đã mất tiêu. Thật ra Hương không quan tâm là ông nào giỏi hơn, ông Mỹ giỏi hơn, ông Nga giỏi hơn, Hương không quan tâm. Hương cầu mong là cả hai ông cùng giỏi và cả hai ông đừng có đánh nhau để cho mọi người được sống yên bình. Cái lý do mà Hương bring up cái issue về cái chuyện chiến tranh họ lộn xộn là tại Hương muốn cho mọi người có một chút, nhiều lúc mình quá busy vào cái cuộc sống nhỏ hẹp mình cứ nhìn nho nhỏ vào cái khuôn khổ cuộc sống mình thôi, mình không có biết những gì xảy ra, lỡ mà nó thật sự có chiến tranh cái mình bị đói nhanh răng luôn, không có cái gì ăn, thật sự nó tối hù cái mình làm sao thấy đường đi chợ, cái mình bị đói nhanh răng luôn. Cho nên Hương đem cái issue đó lên để cho mọi người, nếu mà mình cũng có quan tâm một chút thì mình mua thêm bao gạo nữa, với mua hai bịch hai chai nước mắm nữa mình cất ở nhà, lỡ thật sự hai ông chí chóe với nhau mà nó tối hù thì mình còn có gạo, mình nấu chút cơm rồi mình chan nước mắm mình ăn. Cái mục đích của Hương là vậy, chứ không phải cái mục đích của Hương là chính trị chính em, ông này giỏi hơn ông kia giỏi hơn, mặc kệ hai ông, Hương không quan tâm. Hương mong hai ông cùng giỏi và hai ông cùng đừng có đánh nhau để cho mọi người được sống yên lành. Cuộc sống đã quá khó khăn rồi, nhất là hiện nay mình đi đi giúp những người vô gia cư thấy họ rất khó khăn, có một chút nước lạnh với cái bình họ rất mừng, quý vị họ mừng lắm. Trời ơi, ông đó ông nói ta khát nước lắm, cái này cứu tao, ông uống bốn chai bốn bình nước. Uống xong đưa Tony review, xong review 4 lần tất cả. Cuộc sống rất là khốn khổ rồi, nếu có chuyện gì xảy ra còn khổ hơn. Cho nên nếu mà có ai quan tâm mà Hương nói mà Hương thấy nó rất serious thì mình mua một bịch gạo, mua hai chai nước mắm kết nhà, có gì mình nấu cơm chan nước mắm ăn. Là nó tối hù mình còn biết đường, mình nấu cơm mình chan nước mắm mình ăn. Chứ Hương không muốn là đưa Hương đưa cái chuyện chiến tranh đó lên, Hương không phải là để cho mọi người cãi nhau, ông này giỏi hơn ông kia giỏi hơn, mặc kệ ông nào giỏi, Hương không có quan tâm. Rồi Hương nói như vậy, Hương có xóa mấy cái comment mà cãi nhau lủng củng gì đó, Hương xóa đi để cho nó đừng có gây cái chuyện mà nó không có dính líu gì đến mình, Hương không muốn nó vô trong kênh. Thành thật xin lỗi. Rồi bây giờ là Hương xin báo cáo tay trắng cho tuần này nha. Tuần này quán không đồng số 49 mình có 107 phần. 60 phần bún bò giò heo với 47 phần spaghetti. Mình tốn 185 đồng. Cái lý do mà mình tốn ít hơn là tại vì mọi khi Hương mua spaghetti là Hương tính nấu 3 lần, mà sau hôm nay Hương nấu xong 3 lần Hương thấy nó thừa ra một chút. Cho nên là mình dùng, với lại mọi khi Hương nấu hai bịch cheese thì Hương thấy là nó không có ngon, nhiều cheese quá nó làm cho cái nước nó đặc. Mình chan xuống dưới nó lại không thấm được vô trong cái spaghetti, ăn lại không ngon, cho nên Hương bỏ bớt một bịch cheese. Cho nên là nó mình bớt được tiền, bớt được mười mấy đồng, cho nên nó cái tuần này của mình chỉ còn 185 đồng thôi. Tiền nước của mình tăng lên, tại vì cái nước mà Hương đang pha Hương mua hơi mắc, đáng lẽ tính đi refund mà thôi, lỡ mua rồi xài luôn đi nó mắc hơn chút xíu, mai mốt lại đi kiếm cái kia mua cho nó rẻ mà nó ngon hơn. Rồi bây giờ đến cái phần tặng phẩm của mình, báo cáo cái phần tặng phẩm nha. Là mình có thêm hai bịch kẹo chocolate với lại 6 con gà dai của Cynthia cho, thì Hương chưa đụng đến, mình để đó tuần sau mình mới bắt đầu mình nấu. Rồi có chị Hoa Lâm cho một thùng dầu ăn với 2 bao đường vàng. Hương nghĩ 2 bao đường vàng này là chị Hoa Lâm muốn mình nấu nấu trà sữa, thì tuần sau Hương sẽ nấu thùng dầu ăn, chắc chỉ cho tại vì bình thường Hương xài dầu cũng khá, cũng có xài dầu mà Hương không có tính vô đó, xài ở nhà Hương luôn, cho nên là hôm nay chị Hoa Lâm thấy mình cho mình một thùng. Cảm ơn chị Hoa Lâm. Rồi còn bún á,
là mình đã xài hết 6 gói ở trong quán không đồng số 43. Rồi ngày thứ hai đầu tiên mình nấu bún bún mộc mình xài thêm 5 gói nữa. Hôm nay mình nấu bún bò Huế mình xài 8 gói nữa là mình đã xài hết 19 gói. Ôi, tính lộn, 19 gói, 11 với 8 là 19 gói. 19 gói. Mình xài hết 6 gói, 5 gói với 8 gói là 19 gói. Rồi mà mình có 36 gói. Vậy là 36 trừ 19 phải không? 36 trừ 19 mình còn 17 gói. Mình còn 17 gói bún ba cô gái. 8 đầu tiên hết đó là Hương tính 320. 320 thì là tại vì mình luộc 8 bó cho nên nó dư một chút, cho nên Hương nói Minh Thi là mình bỏ vô luôn trong tô thêm một nhúng nữa, thì Hương lúc đó mình không có cân, mình chỉ bốc nhúng nhúng mình bỏ vô. Hương nghĩ nhúng đó cũng khá lớn đó, là mình lên khoảng 350 hoặc 360. 350 gram á, một tô. Bình thường là Hương để ý, Hương thấy người ta ăn hết cho nên Hương vẫn để nguyên như vậy. Rồi, bây giờ tiền quỹ Hương mới lấy ra 92 đồng mấy chục sen để Hương mua 69 cái bình. Hôm nay mình đã phát hết 69 cái bình rồi mà coi như là capital chưa có. Tại vì có cái chỗ đó Hương gom 69 bình là nó hết sạch rồi. Tuần sau Hương đi mua thêm 17 bình để cho bên 20 bình. Bên capital là mình đem 17 phần spaghetti cho mấy người đó, người Mỹ. Người Mỹ với người Mỹ, người ngoại quốc á, là 17 phần spaghetti với lại 3 phần bún bò Huế cho Alex. Vậy là mai Hưng sẽ mua thêm 20 cái bình nữa. Là coi như mình rồi xong, Hưng nghĩ cũng đủ đủ rồi. Cái phần giao chuyển này là Cynthia cho hôm bữa Hưng có còn 16 cái gói sơ cứu á. Hương để lên bàn, đã lấy hết, đã mọi người đã lấy hết rồi. Rồi cho thêm pin anh đậu 2 cục với lại khôi 2 cục thì mình trừ ra 2 cục, hai chữ A mình còn 102 pin, 102 cục. Rồi có một chị khán giả cho 2 lốc nước là coi như 40 lốc, 40 chai một lốc á, với 3 thùng mì ly, với 3 thùng chip, với 2 thùng bánh mặn. Thường chia ra gói 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 đem đi, mình phát hôm thứ ba tuần rồi ở trong video 173. Hương để đó, ai đến lấy xôi cái là Hương phát một gói đồ khô luôn. Vậy là mình hết rồi nha. Cái gì của khán giả gửi mình đã chuyển lại hết rồi. Chỉ còn lại pin 3 chữ A 102 cục. Với pin 2 chữ A 90 cục. Rồi, hết rồi. Rồi, vậy là mình báo cáo xong rồi nha. Quán không đồng còn lại 520 đồng. Cái spaghetti là mấy nữa chị? Cái spaghetti là 300 em. Còn bún. Bún 300 gram. Cũng nặng hơn lắm. Ôi trên stream có mấy cục khô chị phủ cái khăn rồi mà sao? Nó còn khô khô. Đâu có đâu. Có làm sao được. Bỏ đây đi. Không, để đây để em có chỗ để đi cân. Đây là bún cái gì nè. Thì lấy cái cân đi. Thì còn đâu cái này rồi chị? Mình có 2 gói nè, còn gói ở trên bàn đó, trên bàn đó. Là phải ơi. Bàn sắt á. Chùi thôi, nó sao sạch là được rồi, chị cái màu nó vậy đó. Rồi chị mua nó thùng mới. Nó bị dơ. No, chị muốn thùng mới, tại cái loại nhựa nó vậy đó. Đúng rồi, nó bị cái này đó. Cái loại nhựa đó, đó thì mình thì không nó cái màu vậy chứ mà nó dơ. Mà chị đã đọc sáng đó chị. Chưa, từ từ. Anh đi qua Mỹ này, ngon lắm á. Nó thơm lắm em, nó chưa có mới leo lên gần gần là thơm, thì là thơm gì đó, là chưa có hết nước này. Để anh lấy luôn, để anh đi ăn á, đi ăn nè. Rửa cái này nếm thôi, anh rửa không? Anh đi ăn là được rồi, anh đi ăn. Chứ chị Hương đừng có nói kêu chị Hương lấy. Không, bỏ thêm thêm nhiều nhiều cái đỏ đỏ này nè. Chứ bỏ thêm cái nữa, mình bút cho tay đỏ như đẹp. Đấy là bún bò thật sự nè chị. Thì không, thơm lắm. Mà chị mới lên chị hủy thơm, thật là thơm. Chưa nói chị rồi, chị muốn cho. Mở quay đi, tô nổ bún bò cho người ta mê đi. Quảng cáo là chúc hôm mừng, nay chúc tô mừng. Chị Huế đâu, bún bò Huế á. Bún bò Huế nha. Hai mướn người gì không? Bún bò Huế của người Huế đâu nha. Tiền công nhiều lắm á.
có là tự nhiên ai lên cái tự nhiên đó. Đặc biệt lắm kìa, chị phải làm cái bút bi chị ra những cái bưng cái tivi bự ra quay thì quay bên thi với chị rồi nấu cho mấy người vô cho người ngồi coi. Lâu mà không có quay nữa. Vệ sinh, vệ sinh. Cái nhà máy anh quên là 200 mấy. Cái đó là 300 á, spaghetti 300 em. Còn cái bún 320. Bún 300 ơi. Nhiều quá. Mọi người ơi, thấy không mọi người? Nhìn mê không? Bún bò Huế này là của người Huế nấu nha. Mọi khi người Nam nấu nó hơi lai lai, nó không ngon. Trời ơi, Hương để mũi xuống Hương hửi một cái thơm thì thơm luôn. Thơm lắm đó mọi người. Đúng là bún bò Huế rồi. Người chị ăn thử một miếng coi em. Bây giờ mình hồng chưa có bao nhiêu. Bây giờ chị đi đập đá. Đi đập đá. Nghe giống quá. Chị có nói gì thì quay cho camera nha. Có công việc kia hỏi em chị có phá đá không kìa. Thôi quay chị không ai coi đâu. Em thì em có biết là mình hầm bao lâu không? Bỏ hết hai thứ vô là lúc 8 giờ rưỡi. Bắp bò hả? 8 giờ rưỡi hay là 8 giờ 35 gì đó. Nè. 7 cục ở suối, 6 cục, 10 người mỗi cơ cục. Của nhà mình. Chị canh giờ, chị nhớ là nó mới một tiếng hay sao. Nhưng mà nhiều lúc thì tiếng hơi cứng như em không quay video nghe, chị đừng có nói xấu em nha. Quay chị Hương chút, quay con Minh Thi chút, chứ quay chị Hương mà người ta chửi. Trời ơi, hôm nay là nấu bún bò kiểu người Huế nha quý vị. Thôi Minh Thi, đây, đây, đây là đầu bếp mướn về nè. Đầu bếp, đầu bếp, ông đầu bếp, đầu bếp anh Thi cho những người vô gia cư nè, đó. Phải kêu với người đó cáo ông Minh Thi nha. Tới gần là thơm phức liền nha. Chứ để chị Hương nấu là coi như là chết luôn, khỏi ăn luôn. Quay chị Hương, quay bên Ti vậy. Quay Hương lấy giòn không nè. Nè quay Hương lấy giò, chút Hương quay qua bên Ti nha, ra đổ ăn vô đó. Ừ. Rồi em phải quay xong rồi em bỏ vô cho chị để chị chặt pin đi. Chút chị không có pin chị đi nha. Thì quay chút xíu. Quay chút xíu đi. Còn 2 tiếng nữa mà. Ok. Đó, giò nè. Giò heo hết sảy không? Giò heo. Hôm nay nấu bún bò Huế kiểu người Huế nha quý vị. Thơm phức, không có ngọt gì hết. Không phải chị Hương nấu nghe, nhớ nghe không phải. Ủa, chị Muôn được rồi, đi ăn rồi đi nấu sung sướng nha. Qua cái chị Muôn nhớ liền à, chứ nó ô. Em, vậy là em bỏ bao nhiêu cái cục đường phèn? Nửa phần đâu? 1/3. Ồ, vậy là chị bỏ quá nhiều. À, đường phèn nó ngọt lắm, nó quá ngọt đi. Mình ngọt là ngọt cho thanh chứ không phải nó chè đâu, nó chè đâu. Rồi biết rồi. Nè, thấy chưa? À, rồi. Thấy chưa? Rồi, được rồi. Quay, quay vậy. Đó, để cây bàn sao để đất nó đi ra rớt. Chị sửa chút, chị sửa. Ừ, để dưới trên bàn vậy nè. Quay lại bên kia nó to lắm, cho nên không lọt bên Thi vô, quay về thấy hai người luôn. Ờ, thấy hai người luôn, đúng rồi. Mình Thi nói là Hương làm không có hấp dẫn, tự nhiên rồi đem đi phát phải cây quay cái đoạn thái thịt, chia thịt, chia giò này kia cho người ta biết cái công đoạn mình làm, cho nên giờ Hương lấy ra Hương chia giò, mọi khi là lặng lẽ làm, một phần là quên, một phần là biết, sợ không có giờ nên cứ làm ào ào ào, không có kịp, không có quay gì hết á. Bây giờ chia giò nha mọi người.
mình á là mình thích ăn cái giòn này nè, cái móng nè, rồi ngay cái chân á nó có nhiều sụn với gân với da này kia. Xong hôm bữa mình cũng mua giống như vậy cho suối, cái xong cái hôm bữa bà Lily và anh bà nói trời ơi không có thịt gì hết toàn mỡ. Họ thích ăn thịt, họ lại không thích ăn cái giò này. Ta đã nói đi chợ là phải mua cái giò thịt cho họ ăn thịt, thích ăn thịt thì mua thịt, cái quên nữa là mua giò này. Hôm nay họ có thịt này, có bắp bò này. Ồ, nhưng mà họ vẫn thích ăn thịt này, họ kêu cái này là mỡ. Đúng rồi. Mình thì thích ăn gân với sụn này. Cái giò có thịt là sâu hay trước là ăn quên. Giò sâu nhiều thịt. Mấy cái thịt đó ngon á. Ờ mà nó rẻ hơn. Có quá. Ờ. Tại nó bự, nó thịt nhiều lắm. Thì cái đó chị nấu bánh canh vô heo cũng được. Ừ, thì lần sau họ thích ăn thịt. Chị lại thích là tưởng thích gặm gân này kia cho nên chị mua này. Thôi em thích cái thịt kia kìa, nó ngọt lắm. Ừ. Nó ngọt lắm. Đó, bây giờ mình chia giò nè mọi người. Xong cái chút nữa thái thịt bỏ vô đây. Chút Minh Thi thái thịt về Hương bỏ giò của chú Minh Thi thái thịt bỏ vô nữa là xong. Đó, như vậy phóng được một cục giò thôi. Cục nhỏ thì mới được hai cục. Em đứng đây em cặp thịt bà chị chia luôn, chị bỏ okay, luôn, bỏ luôn. Em cứ nhớ mình có 6 cục thịt rồi, như vậy nè. Mình cục. Có 6 cục thì là một cục 10 người. Mình thì cách làm đôi cho nó ngấm á, cho nó ngấm nước cơm lên. Cục đó là 3 à, 5 người. 5 người cho nên cục này nửa bắp là 5 người. Đó, 5 người thái ra bỏ vô. Ừ, có nhiều cái cục tại vì Hương không có nói theo bao, không nói theo cục. Nhiều cục nó nhỏ lắm cho nên thiếu thì là Hương lại lấy. Chủ nó có không? Thiếu thì Hương lại thấy phần nhà Hương cũng bỏ vô chút xíu. Nhà Hương lúc nào Hương cũng mua riêng một mắm mà đâu bao giờ ăn hết. Ăn có mấy tô Hương với Huỳnh với Minh Thi. Bố Hương vậy thôi. Minh Thi có ăn bao giờ đâu. Ăn Bi. Ừ, Minh Thi không ăn. Trời ơi, nhìn như vậy rất là gian khổ nha quý vị. Không bao giờ ăn cái gì hết á. Chứ không phải là tự nhiên mà đẹp như vậy đâu nha mọi người. Cực khổ lắm á mọi người. Không ăn cái gì hết á. Chị quán tập tương với Minh Thi đi. Em đưa chị mẹ bán mỹ phẩm. Nói chuyện tập em ơi. Sao tay nhỏ xíu rồi chị? Cái đó là size medium. Bún bò Huế không là về sao? Bỏ vô đây nè, bỏ vô đây. Bỏ vô đây. Dạ, đây là một hộp Huế của Minh Thư làm là nguyên chất của người Huế nha quý vị. Không có bỏ cái thơm vô nha. Mà Hương ăn Hương thấy nó ngon lắm. Tới gần một cái thơm phức luôn vậy đó. Trời ơi. Thơm thiệt là thơm. Cái này là nguyên chất của người Huế ra, cái tên là người Huế. Không có lai lai mà bỏ chút thơm chút gì vô đâu. Mà ăn ngon lắm. Em ơi em xong chưa, em nêm chưa? Em nêm rồi đó. Ờ xong xuôi hết rồi hả? Ủa chị ra chị con thương thương rồi chưa? Em còn lúc sáng tế nữa nha, sáng tế chị có bỏ gì nữa đâu. Đợi nó sôi chứ còn gì nữa. Em đợi sôi lên cho nó đều á. Rồi mới làm lần được. Trời ơi bố chị ăn hết to rồi kìa. Tại sao chứ lấy nhiều thứ cho bố thì làm gì vậy? Bố chị thích ăn nước, em mà cho ít nước là bỏ, không ăn luôn. Thịt thà em ra em coi còn nguyên 6 miếng, không bao giờ ăn nhưng mà cũng phải. Ăn hết là không rồi là chị. Em xoay mức ở dưới lên em coi đi. Giò heo chứ không phải thịt. Lâu rồi cả năm không ăn thịt. Mẹ chị là cũng phải 2 năm trước khi đi là không ăn miếng thịt nào. Có lúc người ta không biết. Ta cảm thấy nó vui sao em. Không có vô nữa. Ừ. Coi như ăn cái gì thì được. Bây giờ bỏ thịt vô đây, bỏ giò vô đây, chút bỏ thịt vô nữa là xong nha mọi người. 5 phút. Không có thịt gà mà vậy? Chị vớt ra mà nó chưa hết, em lượm em bỏ vô thùng kia đi. Vậy là thịt gà không có đem xuống tu ly, em để hết ở nhà cho người mẹ phải không? Cho ok, cho capito hết đi. Bên họ nấu ăn thịt gà. Ừ. Bên này họ ít có ai cho ăn thì tôi đem hết cho chồng họ. Em đừng có làm vậy nó bể quá tao quên. Nó làm gì em quấy quá không quấy lên vậy không quấy. Cái dư cục nào vậy? Do chị có mua phần nhà mình mà. Mấy cục? Nhà mình một vị 9 cục nhưng mà mình ăn hết thì chị thiếu thì chị cứ bỏ qua bên kia. Chị đi lấy nhà mình đủ 2-3 phần mỗi người tô vậy thôi. Còn thiếu thì chị bỏ hết, dư thì chị bỏ hết vô đi xuống. Lần nào chị chẳng mua cho nhà mình. Em đúng là lẩm cẩm, mình ăn phần mình chứ không dính líu gì đến ai đâu. Rất là kỹ. Ừ. Tại họ có ít lên biết rồi. Ok, mấy cái cục thịt gà nó lộn đây là chị không lấy một cái đùi gà ra nó bể tan bạch. Cả nó đi bỏ vô luôn đi không sao đâu. Ừ. Bỏ vô luôn đâu có gì đâu. Cho nó chết tay mà. Ừ. Cục thịt gà dính nhân. Em lấy em bỏ ra cho chị. Đó, cục đó trong gấp đó. Này cho mấy người mãi thịt gà đem cho mấy người mãi hết. Nguyên thùng hả? 20 mấy đùi lắm. Cho mấy người mãi đó. Ok, bên nào muốn ăn cho hả? Bà hổ có ăn không?
chung trước cũng thành rồi các bạn. Không thấy ổng. Ai? Họ cũng có cái thứ nhất là họ quên thôi. Họ quên nhưng mà biến á. Thì nói vậy đi. Nói vậy nghe cho hai con hơn. Ừ, nghe nó có màu mỡ. Đi pha pha nghe câu đó. Phản cảm. Làm gì ghê quá. Do này em không mài rồi nhẫn sắc ghê lắm. Thì anh đem cái kia ra là anh đứt tay á. Cái nó sắc quá trời. Cái ghê thì còn dám xài nữa. Việt Nam mình là đúng con dao chất lượng. Nhưng mà phải là người đầu bếp chính gốc thì người ta mới dám xài. Có đó chị ơi, người Việt Nam người ta thích xài dao bén, có chừng chị ở chào lột rồi. Xài ghê lắm em. Trời ơi, đứt một cái đi luôn ngón tay á. Bén gì mà bén khủng khiếp ha. Ghen lắm á. Dao sắc là ghen lắm. Lần sau chị mua cái lùi sau nhiều thịt lắm. Tất nhiên. Mà nó bự, có khi một cái miếng bự vậy là thành 20 được 2 miếng đó. Mình chạy dọc qua là 2 miếng. Phần sau nó mát rồi. Hôm nay này. Trời ơi, trong này mấy độ ghê quá. Chà, mới tháng 5 còn lâu mới mát em ơi. Nó còn nóng cho mình chết dịch lâu. Chịu thêm chết đi gần bên đây không? Nên xanh đỏ đỏ nào? Nhẹ lắm, vừa cao thì nhẹ. Em làm cho chị, hồi nãy em làm cho chị ly nước cốt đá đi, chị khá nướng quá. Đi mua giày ở đâu vậy? Giờ nó tiệm khóp á. Tiệm khóp hả? Ờ, chị cái tiệm giày thì đúng là giày tốt này, có tiệm khóp mà nó có giày cũng giày chị luôn nè. Đi mua nhiêu à? 49 đồng. 49 đồng rồi chị ạ? Mang chắc cả đời luôn á. Anh nghĩ nó hư hại gì hết. Nó ra làm sao không Thịnh? Nó mang về cao là nó êm, là nó sạch lắm. Cái nắp của cái phòng của đâu rồi chưa? Phòng nào? Phòng đỏ nè. Nè chưa có về nè, trong này nè, trong nguồn chứ. Anh nói cái nắp gì Huỳnh? Nắp đóng phải đâu á. Nắp có phải rồi nè. Đó, anh không, cái nắp đó màu trắng. Màu trắng. Anh nhìn anh biết. Hình như cái hộp đó hộp viết hả? Đúng rồi. Không, bữa nó cũng điêu rồi nè. Cũng điêu với cháu lòng. À đúng rồi. Rồi xong rồi đó, việc con thịt rồi, con thịt đen. Chị vừa xong cái đó, anh vừa thịt luôn đó. Ừ. Chị cái lắp màu trắng chị được đâu rồi chị ơi? Không có thì thôi anh ơi. Không có, không sao, cục bì lắm rồi cũng sao. Ở đây này, đây này, nó nè, nó xuống mặt không nhìn thấy. Chị còn biết ông Huế hả? Chị thấy ông, tại vì có một ông ăn rể của chị người Huế thì thấy ông rất là thích. Dạ, nhưng mà chị thì không thích, không biết ăn. Mình có cho ăn cũng cơm hến hả? Cơm hến, bún hến. Trời ơi, cơm hến ăn rồi, bún hến chưa ăn thôi. Chị ăn mình thì là chị thích cũng. Có tiệm Mỹ Khe, bây giờ nó còn mở cửa không? Mỹ Khe xưa nó bán cơm hến này kia, hình như bún hến cũng có luôn. Cơm hến có bánh tráng nè. Thì là mọi người cũng biết. Ăn cũng ngon chứ bộ. Con em nó ăn á, cái mình nấu một lần luôn không có, nó mai ba món. Để thấp xuống đây này chị Hương. Để thôi, để cao làm gì nè, thấp xuống này thấy. Em để giùm chị ba cái túi đó qua chị. Đó, này có gì Hương, mình thi làm mình đỡ mệt. Anh tự hai phần này thôi chứ. Thôi, hồi trước em. Hôm bữa em nghe chị nói là nhận hai phần. Giờ mà em thấy chị làm mình còn khổ chứ. Ừ, làm mình không kịp cho em luôn. Em thấy chị cứ lấy quay lấy quay đó. Yeah, chị dậy từ 6 giờ sáng, chị rửa thịt, rửa gà rồi chị hết. Hôm xong cái là chị quay ra chị sao rửa giò. Nếu như mình biết á, thật ra nó cũng không có lâu đâu, mình biết thứ tự mình cần cái gì á. Ừ. Cái một tay mình làm bên này, còn tay kia mình làm bên kia, nó còn không có lâu. Sáng sớm như vậy chị rửa gà cho nó sôi. Trong khi nước nấu thì chị đi chị rửa gà. Rửa gà xong chị bắt gà lên, chứ là chị đi chị rửa giò. Chị rửa giò xong rồi là nó không có ừ, xong rửa giò xong cái là chị đi chị rửa thịt. Rửa thịt xong là em tới á. Về nắng bán sớm về sớm.
Tâm tâm thì vậy luôn. Ồ, nó là gì nước đấy nhỉ? Nó nhớ quên cái gì? À, cho bên tia ra nước luôn nè. Dạ. Hồi đang mà chị... Ủa, chị Hương nó cho chị Hương một cái khốt á. Để em đi mà ốm gần, chị khỏi lấy xứng xa. Chứ để cho chị thêm một chút. Ừ. Này vậy. Mở ra cho chị luôn nha. Ừ. Uống không? Ừ. Một bảy giò 6 phần rưỡi thì chị đếm thường thường là 9 phần. Ủa, một vị 6 phần rưỡi hả? Ờ, chị lựa điêu quá hả? Ờ, khi mới thẳng, có khi 6 phần rưỡi khoảng khoảng đó, có khi 6 đồng, có khi 7 đồng gì đó thì chị đếm ra chị thấy được khoảng 9 phần. Rồi, giờ một cục là 5 tô. Ừ, một cục, nửa cục lá nhỏ là 5 tô, mình bỏ vô luôn. Năm tôi chỉ đưa cái đĩa em để đây chứ là đây này, đây này, đây bỏ cái thớt lên. Không, đem đưa qua cho chị nhé, để chị để ra. Không, cái thớt này. Rồi em đưa qua chị ngồi bên kia, chị bỏ vô luôn. Anh Thắng, em đưa qua chị ngồi bên kia, chị bỏ vô nha. Bỏ cho nó sôi nữa hả em? Rưu riết nó giờ, rưu riết. Rưu riết nó nguyên mình cũng ok. Cái đời đỡ buồn đi bố. Nhiều quá à, không có ít đâu. Cái suối mà có cái này ăn ngon lắm rồi chị ơi. Ừ. Bắp bò này. Còn gì đang cái xong em đưa qua chị bỏ bịch luôn, cái chị bỏ giỏ luôn là xong. Em lấy giỏ vô. Giỏ kìa. Lấy giỏ rồi. Nhiều quá. Nhiều không? Đó, không có ý. Lúc nào chị cũng chia vậy hết á. Em cái chỗ cái đoạn mà nó gân gân chị sợ họ ăn không được, thôi mình chừa lại đó cho mình lấy ít cái thịt của mình đem cho họ đi, coi như đuổi á. Chứ họ đâu có răng đâu mà ăn đoạn đó. Coi như cái cục của mình cũng lấy cái thịt mình thái mình đem đi. Cái gân mình để mình ăn. Khổ cái không có răng đâu mà ơi. Thôi cái cục chia ra nằm cho dễ đi. Đó thì bây giờ em bỏ vô bịch đi nè. Thôi chị bỏ đi. Chị ngồi chị nghỉ chút mình. Rồi đó, bỏ vô thôi. Bỏ bịch đi. Cái mỡ mỡ này họ thích đó, nó bé. Ừ. Đó. Đó, vậy là xong bỏ túi thôi, bỏ dở luôn. Biết gì nào ít quên này. Thì bịch này. Thì rồi em bỏ đây hình. Em ngồi đây nè. Không, mà em đi bỏ hành, bỏ rau cỏ ra ngoài xe. Hành xong rồi không? Được rồi. Rồi em ơi. Gặp bên kia nó bỏ bên kia. Có tay thì nó tay của em nó nói về nó bự ra. Bây giờ nha,
Chị ngồi chị nghĩ tí. Cha ơi, bữa nay hình như là có vẻ mình vừa kịp giờ, không có phải trễ nãy. Còn cả tiếng nữa không? Anh nghĩ khoảng nửa tiếng rồi là mình xong rồi. 15. Nửa tiếng nữa mình xong, cái là mình đổ bồ vào thùng này kia, cái là mình sửa soạn. Nước có là bị nhà, có bị nhà đổ bầu bọc tôi xong rồi. Tôi cần phải múc 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 múc. Rồi chị tránh ra. Rồi bỏ bà đi. Thì coi làm sao em bỏ vô đây luôn nha. Coi làm gì ngoài. Thì nghĩ kiểu kiểu muốn là gì mà muốn thì chị mới nghĩ. Trời Minh Thi làm trái Minh Thi không nghĩ. Mà chị nghĩ. Chị làm từ đêm qua. 8 giờ tối hôm qua chị làm tới 12 giờ, tới sáng nay 6 giờ chị dậy chị làm. Rồi. Sáng nay chị làm tiếng chị không có chuyện giờ không? Chị bỏ như chị bỏ như. Nhưng mà chị rửa sạch rồi. Rửa sạch bóng nướng anh Hoàng á. Mình có cái bọt á. Ừ. Sau là sau á, giò cho tao rửa, còn rửa sợ bất cứ cái gì bỏ lên nấu cho nó sôi lên, nước đầu đổ đi xong rồi sạch rồi. Trong nhà hàng thấy nó nấu vậy đó, nếu nó rửa rồi bao giờ mới sao ra được rồi. Rồi xương không coi như là để lại 7 tô cho bên 5 tô thằng Lá Lách sống cầu hai cô ông Trinh. Ôi cha, quên nhắn tin cho mọi người chuẩn bị ăn. Trời ơi, anh cũng phải nhắc buồn nữa em ơi. Nhắn tin cho ai hả? Cho mấy ông cầm đồ tướng ở dưới suối á. Mấy ông mà có phone nữa hả? Ừ. Trời ơi, ơi họ đã đợi chị luôn á. Ăn được món ngon rồi. Họ biết ngày rồi. Họ biết chỗ biết ngày rồi. 12 giờ bún bò giò heo nha em. Cánh hơn gì nữa chứ quên. Họ nói là bún bò Huế, bún bò giò heo gì. Huế cho nó sang cái tên của ta vậy. Thì bún bò giò heo. Rồi. À đúng rồi, bữa nay phải nói bún bò Huế tại người Huế nấu đàng hoàng. Ừ, chứ đâu phải chị nấu như nào, chị nấu thì nó bún bò giò heo. Còn mình chị nấu thì Kim bà bà. Không biết sao gọi chị là Kim bà nữa. Cục thì đủ 5 người á. Yeah. Cục cục này à? Dạ đúng rồi. Bự vậy ta. Mình cho ăn vô. Ủa xé nó gì này, xé nó mỡ đây nè. Cái mỡ đó người ta cũng thích á, nó béo quá. Mỡ mà mỡ lớn nghe trong cái cục bò. Mỡ bò ngon mà. Mỡ ngon, cái đó phải cục mỡ. Mình đang 12 giờ có bún bò giò heo nha. Bún bò quá. Nó luôn là heo nha. Quên nữa. Mình nói nghe. Chị nói thiệt với em gửi về mà không biết là ai nhận được hay không. Mỗi người có cái phone có vài ngày sau là mất rồi em rồi. Mất hay bán? Mất. Nó nói là mất. Phone gì đó năm một anh mất. Giờ phone là mất, kiểu nó ăn cắp à. Yeah. Bực bội lắm, bỏ chạc á. Ăn cắp họ làm gì, họ đâu có sai được. Họ đem đi bán. Oh. Họ sai chứ. Họ xài cũng thôi. Bố chồng chị Kim, bố chồng chị Kim qua rồi. Ôi trời, hôm qua em còn thấy bác Bị mở mắt. Sao nhăn quá vậy chị xíu? Ừ. À, nó người già rồi, họ dạy cho nó đi. Không biết luôn. Ngủ không biết. Sáng mai đi rồi. Dạ. Mất tiêu rồi em. Mà em thấy già đi rồi mà cũng nhẹ nhõm. Đôi khi mình chị nói thiệt với em, họ đi phải mừng cho họ. Dạ. Yeah. Khổ lắm, không có được ăn cái gì hết, nằm uống thuốc với lại là chích ngừa. Chích rồi đâm kim rồi đủ thứ. Họ đâu có thân thể của người ta nữa. Ừ. Đôi khi đi vậy là sướng đó. Họ đâu muốn, họ đâu không muốn sống nữa đâu. Đâu có được ăn miếng nào đâu. Giờ đây. Mà nếu ăn toàn ăn những cái đồ mà đau khổ chứ không có ngon gì vậy. Mà họ ăn họ cũng quên rồi. Ừ. Họ đâu biết ngon, cảm giác gì đâu, giờ cho ngon đâu biết đâu. Rồi. Bây giờ chị lấy bình rửa ra chị bỏ lên xe nha. Rồi đi, đi mua mấy cái bình phát cho họ, mấy cái họ. Mấy ngày. Dục gì. Thôi. Chị gửi cái này trên xe nha. Dạ dạ. Giống đi bán đồ nhóm nhựa đó. Dạ dạ dạ. Bảy bảy. Cái nhà em đi vô đi lo kiếm mấy bình đó. Không, chị có tâm, phải nói là chị nó có tâm đó.
thấy khổ chị quá trời luôn à. Em không giúp cho chắc chị luôn luôn. Thì đó giống như chị làm thì thấy đó là niềm vui của chị mới làm được. Chị phát đi phát của bạn lâu rồi mẹ anh giao sao anh đi quay nên. Hôm xưa đi về chỉ ở đi phát đi mình anh đi cái hai lỗ cậu người ta thấy đi lỗ cậu người ta mệt á. Đi làm về mệt mình giờ ngồi chỗ vậy là sung sướng nhất à. Để anh chia cái mệt. Nếu mà có thằng nào nó không ăn mỡ, không ăn Minh Thi nói vậy hả? Thì thôi đừng lấy. Không ăn thì tháo nó tự, nó bỏ trong tối là nó dục nó. Việc của nó tự gắt ra dục nó. Mình nói phải mình kể thiện chứ người nào cùng đây nó chỉ có mấy người có mấy Mỹ đen không biết sao nó cùng đây nó nghe. Ừ, hôm nay nó nói rồi không ăn da gà, không ăn mỡ. Mình cứ dục phát thôi. Chị biết không, đôi khi mình đem ra cái nồi nó thơm là nó cái cô đó người ta thấy hồn. Người ta xin nó. Mặc dù người ta biết rồi là hôm nay nó tại ngon quá nên không có kìm được. Không phải đâu, họ ra đó rồi. Người họ la nó đồ gì họ cũng lãnh cho lên mấy người kia. Mấy thằng mà mấy người ở đó vô gia cư họ kể chị nghe hai vợ chồng đó không vô gia cư mà lấy hết đồ của vô gia cư khi về nhà để. Mấy xong mấy chiều đấy là con của họ tới chở xe về nhà xài. Trời ơi của vô gia cư mà mình đi lấy ăn của người ta còn lấy về nhà cho con đem. Có người cái thằng kia nó cái thằng mà nó phát đồ ăn mà đồ khô á mà phát trứng phát dầu ăn đồ nó đi theo người đó. Nhà họ kế bên á nó canh nó thấy họ đem ra xe vào bán á xong rồi nó đến nó nói á. Họ lấy đá rồi trội vô mặt đó. Cái đó là thế thằng người Ý, cái thằng đeo mắt kính đen á. Thôi, mấy người Việt Nam lấy đá trội vô mặt đó. Thằng đó tới nóng vốn thì nó tức nữa chứ thì nó tao cũng tức. Tao không có làm gì được nó. Mà làm gì được thì mày làm đi, nó bảo mày phải nói với nó. Mày nói tiếng Việt Nam với nó. Ông làm như là mình nói tiếng Việt Nam thì nó sẽ nghe mình như sao á trời ơi. Chắc ông nghĩ mình nói. Ông cái mày đi nói nó đi. Tại sao lại làm như vậy em nói trời ơi. Tao có làm gì được nó đâu. Sao kiểu hỏi dạ. Hỏi mày có sợ không? Tao sợ không rồi mày sợ nữa. Khóc xong rồi 10 phút rồi. Mình phát vậy là đỏ rồi, mình thi đi coi mấy người kia phát kìa. Họ đem kiểu như ít mình đó mà họ phát á, cái mấy người vô gia cư mà ra sau mấy người xuống đây đầu lên á, họ không có. Tại vì mấy người trên bờ hết 30 phần rồi. Mấy người lành hết 30 phần rồi, cho nên mấy người không có, là mấy người phát còn tức lắm. Họ la lên vậy á. Tại vì mình thấy cái người tới mà không có để phát chứ. Họ nói là những người dưới suối tới mà không có để họ phát, họ tức. Họ sót. Tới là để phát cho người vô gia cư còn tự nhiên mình thấy kêu phát. Hết rồi tội. Cái cùng trong lòng mình anh Trang. Sao mà họ phải lụm đồ này đồ kia họ cho mấy người đó. Họ với họ người ta mấy người khác họ nổi điên lên là vậy đó. Hôm nay bộ phim bún bò Huế nó bộ dài quá. Quay máy cũng hết phim à. Nhiều việc quá. Nóng ạ, giờ để tôi xem nóng rồi đó. Giờ chị làm cái gì vậy chị? Làm chưa đồ này chị cho trời ơi, bóc đá bỏ vô thôi thì làm gì không có cái gì vậy. Hôm nay là phải đem cái đồ này chẳng mất mất nè. Mất sao chị? Cái đồ cái ly á, cái ly giống như mình cái đồ uống nước á. Khi là bắt bằng cái muỗng thì cái miệng ly nó to. Thì cho cái chai nó không có giữ lại nó đâu. Không giữ mất rồi đáng chịu rồi cho tới lại cho uống cái ly nữa. Còn nếu tốt cái này thì họ đem theo được một ít cho một ít uống. Em nghĩ họ đem theo đó. Thì tới thì được 3 ngày, chủ nhật thứ 2, thứ 3 thì đem được 3 bình nước đi chợ khác. Còn nếu dùng mất thì nhịn thôi. Nhưng mà họ không nên cất cái này thì họ vô nên mấy cái chỗ có cái nước không cầm á. Họ đi phiêu họ uống cái đỡ. Uống mình có cái ly mà để uống nước đâu mà. Đuổi á. Nó đuổi. Ồ, oh, không biết không hả? Không, nó đủ với nó. Ngày mấy người đó đi vô thư viện được không? Thư viện được. Nhưng mà đúng thì nó đủ á. Đúng không? Nó không in sao cũng được không? Thôi thư viện thì được. Ừ. Đó, vậy được rồi. Ông đổ nước xuống. Có chạy ra ngoài không? Chạy ra ngoài hết kìa. Cái này là đổ đá. Còn nước ở đây. Nhưng mà nước thì là chỉ lấy cho ông cái ly kia kìa. Cái đồ múc của mình á thì không cần cái phễu. Mà cái đồ đó đâu người ta?
làm cái đó thêm việc luôn đó. Anh Tony anh làm lâu lắm mà mắc không. Thì cầm đá có bỏ được cục nào vô bỏ chị ơi. Anh nói anh sợ chị mệt thôi. Này vừa của ông Tony. Này là chó của ông Tony. Cái ly em biết chị nói cái ly không? Mà cái đồ làm bánh của mình nó có số ở trên á. Giờ nó đâu mất rồi không biết nữa. Mời đọc bên đi. Mời đọc. Mời chứ không mà 6 giờ ta làm thôi mà. Em đang hỏi bên đi đâu hỏi chị đâu. Chị đừng có trả lời. Em có biết cái ly của chị không? Cái loại mà mình để mình làm. Em ở nhà em đứng nấu vậy đó. Thích cái bếp nó đứng ngon như là cái bếp hết giờ. Nhưng mà nấu nấu mới có người ăn. Dạ. Nấu mà có người ăn mới vui. Dạ. Nấu mà thì không ai ăn đâu cũng nấu nữa. Không. Chồng em coi như là có phước lắm. Thì sao đây, đây còn mấy ly nữa vậy chị? Cái ly gì? Đây còn mấy ly nữa vậy? Chị đang dùng để chị thử. Cái đồ nước nước mình nói chị nói nãy giờ em hiểu không mình không. Em có biết nó đâu không? Em biết nhưng mà em không có thấy. Giờ em thấy em không chỉ nữa. Giận thôi. Chị dùm cái chị rất là tội. Con chị đồ. Con đi. Ờ con đầy ra. Chị con đi lòng vòng. Em kêu ông Tony uống. Rồi con đi rồi, phục rồi, nó xong rồi đó. Xong rồi hả? Hết rồi hả? Thôi con muốn bò đổ đi. Để em đem làm cuối ạ. Chưa, để mình thêm thêm nữa. Thêm xong rồi mới múc. Mình để cho nó sôi và múc đi cho nó nóng. Còn sốt, còn sốt, còn sốt. Anh đợi tí nữa xong anh về ăn có cơm thêm cho nó ngon. Ồ. Ở nhà mình thi có cơm thêm. Đó, cái thẻ mà bữa nào phải đi cơm thêm mới được. Anh không biết ăn hả? Biết tao biết. Phải biết ăn, còn không biết ăn là người ta không biết ăn. Ngon mà, cơm hến bánh tráng xúc. Xúc cơm cơ thì có hến người ta trộn vô cái cơm đó. Đó là hến xào, xúc bánh tráng. Còn cơm hến là ăn với rau, với đồ vậy đó. Thì có rau này, cái đầy đủ, có dưa, có thấy cái người mùi. Bà apple, à, apple nữa. Apple là mình thấy thế đó. Cho nó chua chua đó. Dư hai cục ở nhà. Hai cục ở nhà là em cắt. Xong rồi. Nếu mà không, cái đó là phần 5 đó. Nếu thiếu thì lấy đồ nhà mình bỏ thêm qua. Được không, dư. Sao còn cái cục này giò đâu? Ủa chết rồi. Giò ở trong tô này mở lấy một tô của mình bỏ giò qua đi hình. Vậy là chị thiếu đi, chị không thấy cái bịch đó đó. Một cục hai cục. Hai cục cho vừa rồi đi. Bằng như mấy cục kia đừng có lấy hết quá. Rồi sao tô mà lấy tô này sao có giò đâu? Không sao, mình đâu có ai ăn giò mà em ăn thôi chứ chị cũng đâu ăn giò. Bốn chị cũng đâu ăn, thằng Bi có ăn chút xíu. Chị hứa chị không ăn gì hết luôn. Thấy gì không chị ăn gì mà mất luôn luôn em. Thấy gì chị cũng cự hết chứ. Ăn gì mà mất luôn. Thì đừng nói gì nói. Hồi đứa mình đi mới về đây ở chỉ có 110, bây giờ 140 rồi đó. Là ăn gì thì ăn khuya rồi. Có đâu. Ăn khuya rồi. Rồi xong rồi đó, của nhà đó. Được rồi. Rồi đem lên xe luôn hả chị ạ? Em mở lên xe luôn, đừng có bỏ vô cái thùng khiên nặng nha, để em ngoài. Hồi nãy chút em chỉ để một thùng nước lên xe đem thôi, một thùng nước em để dưới đất. Rồi em bỏ cái giỏ này ra ngoài để nó chị lấy cái chỉ cho trong chị thấy khó khăn. Thôi chút nữa chị làm đi, chừng có chỉ em. Chị coi đồ kia xong hết chưa, chắc cho bà đi em bỏ ra. Cái đó của nhà nó bên đây thái mình ăn luôn. Ủa chứ em quên chưa bỏ giò vô tô cho ông xã bên thi nữa đó, đưa chị cái đó đi kìa, có vô tô trong cô kìa đó, bỏ một cục thôi đây thôi mời bỏ vô chợ ổng chợ ổng thành ngon được. Ui rồi sáng cái thằng rồi quên ông thái cái hành tây cho nó đẹp, hành tây ngon lắm, thì chị lấy một cục hành tây thái nha, hành tây vô ăn thì ngon nữa. Em bê cái hàng ra là thái mình. Đây anh nè. Ok, đưa đây chị thái một miếng. Em thái một khoảng dùm chị.
Thôi chị Thái đi, mình đi đăng ký rồi chị Thái đi nè. Chị Thái bỏ ra đi. Mình đi Thái. Nó luôn rồi anh làm cho. Có cái thớt này mà. Thì con này coi. Chị ớt ớt gì nữa không? Sa tế phải không? Rồi, sa tế à. Em không muốn thì bỏ chút sa tế vào trong nồi không Minh Thi? Chị có nè. Nồi nào? Thôi, được rồi. Để ngoài chứ bỏ luôn. Để ngoài, bỏ vô nó, bỏ vô nồi. Chị nó có cái gì? Ăn cây rồi mới đưa. Tại vì mình đặt không màu thôi. Sợ họ cay quá. Nó cay là nó bị sặc luôn. Bạn người nước ngoài. Em nhớ cho chút xíu ớt thôi nha Huỳnh. Cay lắm á. Em thích bỏ tao kệ em. Chị một bóc một quá trời này. Hả? Nhiều lắm. Nhiều cho bớt qua cho họ đi em. Dạ bớt sao rồi, giờ sao lấy bịch ra nữa. Ờ, để chị lấy chứ. Thêm. Giờ sao thì thêm được. Dạ hả? Thôi để dành cho anh em biển ăn. Ông cũng không ăn đâu. Ăn nhà chị ăn buổi trưa thôi, à, chiều là nấu cơm ăn rồi. Có cái chiều ăn cơm cái này chấm với nước mắm với cải gì đó. Ừ. Chứ giờ mà tháo cái bịch ra còn nhiều lắm rồi. Ok được rồi. Bây giờ chị đi lấy gì nè. Trời ơi em chưa để lại 5 bịch cho Capital mình, cho chị lấy. Ờ xong chưa? Quay kính trong rồi phải không? Chị cứ lấy cho mẹ bỏ chút hành ngon cái chén hồi ăn. Ok, rồi chị ăn. Rồi xong rồi phải không? Thôi chị ăn đi rồi tắm. Rồi được, xong rồi. Chị ăn đi. Quay bên Thi à? Bỏ câu view bên Thi nè. Chị ăn cho em với mẹ em với mình luôn nha. Chị ăn cho em ăn. Không có ăn. Không ăn. Em ăn không? Không. Cái này chị Huỳnh. Dạ không ăn. Ủa sao anh ăn luôn đi? Thôi, không ăn ngang như vậy, ông tới ông ăn đồ của người ta không à? Gì đồ ta? Ăn cho nó vui, nó có không khí. Thôi ra ngoài ăn cho vui, tại sao phải ăn ở nhà? Kệ cầm tô xuống ăn đâu gì đó. Rồi đủ rồi, xong rồi, thôi bỏ kem rồi, xong rồi. Bây giờ em lấy tô này, em lấy đồ, em bỏ vô đàn mình để rồi em bê. Thôi kệ em chị ơi. Thôi chị đưa tô bún quế ra xô hàng ơi. Đúng rồi, làm cho tô đẹp. Chị không có gì đẹp hết, chị không có ăn giò. Chị ăn 2-3 miếng thịt vậy thôi à. Thì em ăn tô là phải làm tô mà. À, để em làm cho. Em làm cho nó đẹp đẹp ngon chị. Đó, chị ăn vậy thôi, chị đâu có ăn giò không mà đẹp. Đó. Để chị ăn này. Em chưa nên đường cuối nha, chị coi đi nha. Ôi, em nên đi chị không biết nè. Không, ý em nói chị cái tô. Tô rồi thôi, tạm tạm được rồi. Cái như cỏ quá đâu có được. Mà chị ngửi thấy thơm là được rồi. Lại gần là nứt mũi luôn á em. Thiệt đó. Ừ, ôi cha sao chưa có ngon. Rồi anh trộn rồi đó. Trộn rồi. Ôi cha quên hàng rau răm. Con bớt rau răm mà để. Rau răm nữa, cái bỏ rau răm, rau răm bỏ vô luôn không? Cái rau răm không em? Người Huế thì không có nhưng mà chị muốn thì chị... Ô thôi vậy thôi, bữa nay mình ăn uống ở Huế khỏi luôn. Dạ. Không có rau răm. Kệ. Bò hầm này đủ rồi. Anh, à, chị cũng bỏ bánh chanh này cho. Thôi xong rồi anh nhiều uống nước. Thơm lắm em, cuốn cũng vậy, ăn thơm thiệt là thơm. Nếu mà hơi lạc cứ anh bỏ nước mắm, tại anh kêu có nêm lần cuối á. Anh tính xong cái này xong anh nêm nó lần cuối rồi mới đem đi đó. Vắt miếng chanh rồi nó sẽ ngon lắm. Vắt chanh vô sợ nó nhạt á. Ừ. Có đâu, ăn đang vào lúc luôn. Đó thấy chưa? Chị ăn mặn dữ. Nè thấy chưa, đó. Bún màu quế nè. Thơm ngọt lắm. À, bún màu quế nè. Chén mặn nè. Đó, một tô bún màu quế. Ăn nè. Thiêu ăn hả? Qua rồi nghe Thiêu ăn nha. Dạ. Đâu, có đâu tí tô nè. Dạ, ăn hết ăn rồi, bỏ rau vô ăn nhé. Có đâu tí tô nữa nè. Có xà lách em ăn thì em làm đi. Bỏ vô cái chỗ, cái tô bún ăn rau cho nó ngon. Em ăn cái tô hả? Lạc nhưng mà phải thấm thía, chứ không phải lạc là phép. Chứ không mặn chắc không nguy hiểm. Hai cái chanh nữa bỏ vô ăn cho đúng luôn. Chanh đây có sẵn không? Sao? Này anh nói anh để có đây nè. Em cắt em để sẵn rồi kìa.
Đây thùng này có quá trời luôn nè. Ủa, mình ăn là phải bỏ thêm chút này. Bỏ riêng hay vậy? Mình có đem theo hũ đó không? Mình hồi anh đem trong đó luôn, anh đem đều trong đó. Anh đem lần cuối á. Chứ còn thôi rồi. Một bỏ bún thơm á. Thì chị thấy đem bún ăn mang đó, người ta đưa mình hũ bỏ đó. Hết rồi, còn không? Hết rồi. Bỏ vô là nó hủ. Ngon không này ăn rồi đó. Ủa anh nấu đi sa tế kia anh. Có chứ, có gọi sa tế chứ. Ngoài em ăn mấy lần? Ngoài em ăn mấy lần? Em hả? Ngoài ăn 3 lần giống bình thường thôi. Thiệt không? Dạ. Một ăn chứ, ngay chứ mà sao? Vậy thôi giờ ăn đi chứ sao rồi giống sẵn sàng. Sáng là em ăn rồi. Ờ. Giờ em đợi xong em về em ăn trưa chứ. Tại vì ăn cơm hến mà chị. Anh đừng nói là anh đợi ăn cơm hến mà chứ em đâu có nhìn đó. Nhìn sâu sống. Cái thái bỏ này vô qua xong rồi không? Được rồi.